Ukraine bất ngờ rút khỏi thỏa thuận biển đen vào phút chót với Nga Tướng Ukraine nói Nga nhắm mục tiêu chiếm Cha Sốt Gia tạo tiền đề đạt thành công ở Bakhmut Iran lên kế hoạch tấn công Israel lần 2 bằng vũ khí chưa từng được sử dụng Iran không thích Israel có gì tương đồng với chiến trường Ukraine Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Dẫn các nguồn thạo tin dầu tên, hãng Reuters của Anh cho biết Nga và Ukraine gần như đã đạt được một thỏa thuận hàng hải mới trên Biển Đen hồi tháng 3 sau 2 tháng đàm phán. Song Kiev đã đột ngột rút khỏi thỏa thuận này. Trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Ukraine đã không được đảm bảo bởi một thỏa thuận chính thức kể từ tháng 7 năm 2023 khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Nga cho rằng Mỹ và EU đã không giữ đúng cam kết trong thỏa thuận khi ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Theo nguồn tin của Reuters, các cuộc đàm phán gần đây do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian theo sự thúc đẩy của Liên Hợp Quốc đã dẫn tới một thỏa thuận dự kiến nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen vào tháng trước. Nguồn tin nói rằng, mặc dù Kiev không chính thức ký kết thỏa thuận này, nhưng họ đã đồng ý rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương ngày 31 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Nguồn tin cho biết, vào phút chót, Ukraine bất ngờ rụt lùi và thỏa thuận bị phá vỡ. Theo dự thảo mà Reuters tiếp cận được, Ankara đã làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc đảm bảo hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen, tuân thủ các công ước hàng hải. Các bảo đảm sẽ không áp dụng đối với tàu chiến, tàu dân sự chở hàng hóa quân sự, trừ khi được tất cả các bên đồng ý. Theo dự thảo thỏa thuận, cả Nga và Ukraine đều phải đưa ra các đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét chúng, miễn là chúng không chở hàng hoặc khai báo là hàng hóa phi quân sự. Lý do khiến ép rút khỏi thỏa thuận là chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc trong thỏa thuận ban đầu, qua đó khiến các quốc gia dễ bị tổn thương gặp rủi ro phát biểu với các phóng viên hồi đầu năm nay ngoại trưởng nga sergei lavrov phủ nhận việc moscow từng tấn công tàu Ukraina ở biển đen trong thời gian thỏa thuận ngũ cốc ông nói rằng một trong những lý do khiến moscow không quay trở lại sáng kiến ngũ cốc biển đen là do ép lạm dụng tuyến đường vận chuyển trong suốt thỏa thuận ông lavrov cho biết Ukraina đã sử dụng những lối đi an toàn tự do này để phóng vũ khí dưới dạng xuồng không người lái hải quân gây thiệt hại cho các tàu và cảng của nga ông nói thêm theo thỏa thuận cũ chỉ có 3% số ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển đến các quốc gia trong danh sách các nước có nhu cầu lớn nhất của chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân USV đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine và gây ra tổn thất nặng nề cho hạm đội biển đen của Nga. Giữa lúc Moscow có những nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa, chuẩn tướng Ivan Lukashevich, chỉ huy đơn vị vận hành USV thuộc cơ quan an ninh Ukraina SBU nhấn mạnh Kiev vẫn giành được thành công trong các cuộc tấn công nhằm mở lại hành lang hàng hải ở Biển Đen, buộc quân đội Nga tái bố trí lực lượng trong khu vực. Vừa qua, người phát ngôn cơ quan an ninh Ukraina SBU Artem Dektyarenko ngày 14 tháng 4 cho biết, SBU hiện sở hữu hai loại xuồng cảm tử gồm CBB và Mamai. Ông nói đây là những thế hệ xuồng không người lái mới được nhóm chuyên gia SBU tiếp tục phối hợp các thành viên khác của lực lượng an ninh và quốc phòng để cải tiến. Trong đó, CBB đã được nâng cấp để có thể mang một tấn thuốc nổ và nhắm mục tiêu ở cách xa hơn 1.000 km. Ông Dekhtiarenko cho hay điều này có nghĩa là SBU có thể tiếp cận mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên biển đen. Trước đó, quan chức Ukraine tuyên bố các xuồng không người lái CBB và Mamai của nước này đã tấn công 11 tàu chiến Nga và cảnh báo sẽ có thêm những cuộc tập kích trong thời gian tới. Ông Vasyl Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SSU phát biểu trên kênh truyền hình ICTV của Ukraine rằng hãy để lực lượng Nga chờ đợi vụ nổ tiếp theo. Nếu Nga thay đổi biện pháp phòng thủ chống lại xuồng không người lái, chúng tôi sẽ đi trước họ một bước. Ông Maliuk nói thêm, mọi thứ đều đến đúng thời điểm, bạn sẽ thấy mọi thứ. Ngoài ra, vào giữa tháng 3, Kiev cũng tuyên bố đã tấn công hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga là Yaman và Azov cùng trung tâm liên lạc ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea và các cơ sở hạ tầng khác. Ukraine được cho là đã đánh chìm hoặc gây hư hại nặng cho khoảng 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Theo dự báo, đến năm 2025, 1 phần 2 số tàu của hạm đội Biển Đen có thể bị tấn công. Trong số những con tàu của Nga bị Ukraine tấn công gây thiệt hại gần đây gồm tàu seza Kunikov lớp Ropucha vào tháng 2, Tàu Olenegorsky-Goniak vào tháng 8 năm 2023 và tàu đổ bộ Novocherkassky vào tháng 12 năm ngoái. Dù sở hữu lực lượng hải quân hạn chế, nhưng các cuộc tấn công bằng tên lửa và xuồng không người lái của Ukraine đã buộc Nga phải di rời nhiều tàu thuộc hạm đội biển đen khỏi Sevastopol tới thành phố cảng Novorossiysk. Crimea có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược và quân sự với cả Nga và Ukraine. Kể từ khi giành quyền kiểm soát giải lãnh thổ dọc theo bờ biển phía nam của Ukraine trong những ngày đầu xung đột, Moscow đã tìm cách sử dụng tuyến đường hậu cần dọc theo cầu đất liền nối lục địa Nga đi qua các vùng lãnh thổ do nước này chiếm giữ ở Ukraine tới bán đảo Crimea. Kiev Post vừa qua dẫn các nguồn tin tình báo cho biết lực lượng quân sự Ukraine đã tập kích một trung tâm chỉ huy của Nga, nơi có các sĩ quan cấp cao của Nga ở bán đảo Crimea. Vụ nổ vang lên ở Crimea vào ngày 15 tháng 4 trong một cuộc không kích kéo dài hơn 2 giờ. Theo kênh Crimean Win Telegram, máy bay Nga đã được điều động đến thành phố Sevastopol của Crimea. Giao thông trên cầu Crimea tạm thời bị dừng. Kênh Telegram tiếng Nga cho rằng tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ gần cây cầu. Trước các hoạt động tăng cường tấn công tại bán đảo Crimea, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hạm đội biển đen của Nga dường như đã rời khỏi các căn cứ hải quân lớn ở Crimea sau các cuộc tấn công thường xuyên bằng tàu không người lái, tên lửa của Ukraine nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở, Osin M.T. đã đăng ảnh vệ tinh của Planet Labs lên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cho thấy ba căn cứ hải quân quan trọng của Nga ở Biển Đen, gồm Sevastopol và Feodosia ở Crimea và Novorossiysk ở vùng Krasnodar Krai của Nga. Những hình ảnh này dường như xác nhận các báo cáo trước đây rằng hạm đội Biển Đen đã rút các tài sản có giá trị nhất của mình ra khỏi Crimea sau nhiều cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine cảng Sevastopol, cảng chính của hạm đội Biển Đen, hiện giờ dường như là nơi đóng quân của một số tàu tên lửa nhỏ, tàu quét mìn và tàu chống ngầm. Trong số những tàu được xác định hiện đang ở cảng Sevastopol trong tuần này, có hai tàu hộ tống lớp Tarantul và hai tàu khu trục lớp Grivak. Newsweek không thể xác minh độc lập những hình ảnh này. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, những bức ảnh này dường như nhấn mạnh sự bất lực của Nga trong việc đảm bảo an ninh biển đen, bất chấp ưu thế vượt trội của lực lượng hải quân thông thường. Tuần trước, trên tài khoản Facebook của mình, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho biết một chiếc trực thăng K-27 của Hải quân Liên bang Nga đã bị phá hủy. Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đăng tải thông tin tương tự trên mạng xã hội X cùng tuyên bố ngắn gọn, lâu rồi không thấy trực thăng Nga bị phá hủy. Truyền thông Liên bang Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết một chiếc trực thăng tấn công Mi-24 của họ đã bị rơi gần bờ biển phía tây Crimea vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ Moscow hãng thông tấn nhà nước Eroya Novosti đưa tin. Thông tin sơ bộ cho thấy chiếc trực thăng bị rơi sau một lỗi thiết bị chưa xác định. Trong khi đó, TASS, một hãng thông tấn nhà nước khác cũng của Liên bang Nga cho biết thêm, hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Shitsky nhận định, Nga nhắm mục tiêu chiếm thị trấn Chashovya trước ngày 9 tháng 5, tạo tiền đề cho một trận giao tranh quan trọng nhằm giành kiểm soát vùng miền đông. Theo Reuters, nếu thị trấn Chasovaya phía tây thành phố Bakhmut thất thủ vào ngày nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai, mùng 9 tháng 5, điều đó sẽ cho thấy động lực ngày càng tăng của các lực lượng Moscow trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với sự suy giảm viện trợ quân sự của phương Tây. Viện nghiên cứu chiến tranh kép có trụ sở tại Mỹ đánh giá các lực lượng nga đang khai thác những thiếu sót của Ukraine để đạt được những thắng lợi chiến thuật. Tình trạng này phát sinh do thiếu sự hỗ trợ an ninh của Mỹ người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Krylin Budanov cho biết, quân đội Ukraine tích cực chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công lớn trong tương lai của Nga, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, nhưng khẳng định việc này sẽ rất khó khăn nếu không có sự trợ giúp quân sự của phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thừa nhận, tình hình hiện tại ở miền Đông rất căng thẳng và quân đội Nga tập trung nỗ lực ở phía tây Bắc Mút theo hướng Chashovya. Ông Umerov cho biết, quân đội Ukraine sử dụng thành công các thiết bị hiện đại để chống lại số lượng lớn binh sĩ Nga. Bên cạnh đó, theo đánh giá của ISV, các lực lượng Nga đã tiến hành hai loạt tấn công lớn bằng tên lửa vào Ukraine kể từ khi tăng cường không kích vào cuối năm ngoái. Loạt tấn công thứ nhất chủ yếu nhắm vào các cơ sở công nghiệp, quân sự và hạ tầng quan trọng và loạt thứ hai đang diễn ra nhắm vào các mục tiêu năng lượng, đặc biệt là lưới điện của Ukraine kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Nga đã không tăng đáng kể số lượng hoặc quy mô các cuộc tấn công khi duy trì số lượng và cường độ các cuộc tấn công tương đối nhất quán trong suốt mùa đông và mùa xuân. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã gây tổn thất ngày càng tăng và nặng nề cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa xuân này. Hiệu quả gia tăng của các cuộc tấn công từ Nga dường như không phải nhờ sử dụng nhiều tên lửa và máy bay không người lái hơn trong mỗi đợt tấn công. Thay vào đó, các lực lượng Nga đang tận dụng tình trạng suy yếu của chiếc ô phòng không Ukraine do phương Tây chậm hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Nga cũng tăng cường phát hiện điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine. ISVK cho rằng điều này là đáng báo động với Kiev, vì nếu Mỹ không nhanh chóng nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, thì quân đội Nga có thể tiếp tục gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến và cơ sở hạ tầng quan trọng ở hậu phương, ngay cả bằng số lượng tên lửa hạn chế của Moscow. Đến đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Zelensky thừa nhận nếu lực lượng Nga duy trì nhịp độ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lá như hiện tại, thì Ukraine có thể sẽ thiếu tên lửa phòng không cần thiết để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 4 cho biết, một nhóm binh sĩ đã sử dụng xe tăng T-80 và xe chiến đấu bộ binh đã loại bỏ một đơn vị của Ukraine và giành quyền kiểm soát một cứ điểm. Theo thông báo, một nhóm binh sĩ hoạt động trên xe tăng T-80 và xe thiết giáp đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực được chỉ định ở phía Bắc để loại bỏ các mục tiêu quân sự Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, dưới hỏa lực liên tục của đối phương, các kíp lái của T-80 và BMD hai kau vẫn có thể đột nhập cứ điểm của ukraine và nổ súng loại bỏ các quân nhân ở đó. Sau cuộc giao tranh của các đơn vị thiết giáp, nhóm tấn công đã tiến vào cứ điểm và thiết lập quyền kiểm soát ở đó. Tuy nhiên, địa điểm chi tiết nơi diễn ra vụ tấn công chưa được tiết lộ. Trong tình hình giao tranh ác liệt, nga đã tìm nhiều phương pháp để nâng cao năng lực phòng thủ cả các khí tài quân sự trước các đợt tấn công từ đối phương. Quân nhân nga đã lắp giáp mái giống mai rùa phủ kín xe tăng. Một video được công bố cho thấy một xe tăng chủ lực Nga lắp giáp phủ kín toàn bộ phương tiện, chỉ để chừa phần mặt trước. Chiếc xe tăng này dẫn đầu mũi xung kích với ba phương tiện chiến đấu lắp giáp lồng trên nóc để chống máy bay không người lái drone của Ukraine. Một video khác quay cận cảnh chiếc xe tăng được lắp ráp mai rùa trong gara cùng với bộ cầy mìn phía trước, cho thấy phương tiện này nhiều khả năng được sử dụng để giả phá bom mìn. Hoạt động giả phá bom mìn buộc xe tăng phải dẫn đầu đoàn xe với tốc độ chậm, khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của drone đối phương và dường như là lý do lính Nga lắp giáp mai rùa cho xe. Chưa có nhiều thông tin về loại giáp này cũng như mẫu xe tăng được lắp. Tuy nhiên theo đánh giá, giáp mai rùa bao phủ gần như toàn bộ xe tăng và hạn chế đáng kể năng lực nhận thức tình huống, phạm vi bắn và khả năng cơ động của phương tiện. Giáp mai rùa được ví như bản nâng cấp cao nhất của giáp lồng, vốn được quân đội nhiều nước sử dụng để đối phó drone thả đạn hoặc tên lửa chống tăng có khả năng đột nóc nhắm vào phần được bảo vệ kém nhất trên phương tiện. Trong khi đó, drone góc nhìn thứ nhất FPV với khả năng cơ động cao hơn trở nên phổ biến trong xung đột nga ukraine chúng có thể tấn công qua kẽ hở của giáp lồng truyền thống khiến các bên tham chiến phải chế ra những loại giáp lớn và phức tạp hơn như giáp mai rùa mà quân nhân nga sử dụng Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14 tháng 4, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc ở hướng Bengorod đã tập kích binh lực và khí tài Ukraine tại làng Tenovaya, Gatishche ở tỉnh Kharkov và làng Radianskoye thuộc tỉnh Sumy. Đối phương mất nhiều binh sĩ, 4 xe cơ giới, một pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất và một đài tác chiến điện tử Nota. Đây là lần đầu cụm từ cánh quân Bắc xuất hiện trong báo cáo xung đột hàng ngày của quân đội Nga. Các lực lượng Nga tham chiến ở khu vực biên giới giáp tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine trước đây thường chỉ được mô tả là lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia. Động thái này đánh dấu sự xuất hiện của cánh quân thứ 6 trong kế hoạch quân sự Nga đang tiến hành tại Ukraine sau các cánh quân Đông, Tây, Nam, Trung Tâm và donip Sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Adipka vào tháng 2, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine bắt đầu lo lắng về nơi tiếp theo sẽ bị Nga tấn công. Trong bối cảnh phương Tây nhận định, Moscow đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè. Các chuyên gia cho biết, tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine giáp với tỉnh Belgorod của Nga chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh và tinh thần của quân đội và người dân nước này. Do vậy, thời gian gần đây, Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Kharkov, cách biên giới nước này 46 km về phía nam. Mỗi khi các đợt tấn công xảy ra, coi báo động không kích lại vang lên khắp thành phố. Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không S-300 từ sâu trong lãnh thổ nước này để nhắm vào Kharkov như một phần trong chiến lược khai thác điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng thực hiện các cuộc tấn công kết hợp nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực đông nam sông Dnieper. Các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa cho thấy Nga sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để áp đảo Ukraine trên chiến trường. Ngoài ra điều này cũng làm bộc lộ điểm yếu của Kiev khi không có đủ hệ thống phòng không, ngay cả khi phương Tây đã cung cấp cho nước này một loạt hệ thống như NASAM, Iriste, Jepat và Stinger. Đối với Nga, Kharkov là một trong những mục tiêu dễ tấn công nhất. Thành phố này ở gần biên giới Nga Do đó, ngay cả các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sử dụng cũng sẽ gặp khó khăn khi đánh chặn các tên lửa bay với tốc độ cao di chuyển trên quỹ đạo đạn đạo bởi thời gian phóng đến thời gian hạ cánh của tên lửa diễn ra chưa đầy một phút. Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận có trụ sở tại Virginia, Mỹ, gọi Kharkov là chiếc mỏ neo vẫn đang trấn giữ mặt trận phía đông. Khi nhắm mục tiêu vào Kharkov, Moscow có thể hướng tới yếu tố thành phố chủ yếu là người nói tiếng Nga. Chỉ huy quân đội Ukraine cảnh báo tình hình ở mặt trận phía đông đã xấu đi đáng kể. Còn theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, có trụ sở tại Washington, Nga hy vọng sẽ giành được một nhóm các thành phố lớn ở khu vực Donetsk, gồm có Slavyansk, Kramatorsk, Druskovka và Konstantinovka. Những khu vực này được ISVK gọi là các thành phố pháo đài, nằm cách tiền tuyến hiện tại từ 12 đến 30 km. Pokrovsk, thành phố nằm cách tiền tuyến 30 km về phía nam, cũng là một phần trong vành đai phòng thủ này. Vừa qua, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sikhi cho biết Moscow đã tăng cường tấn công khu vực Donetsk trong một vài tuần qua, đồng thời nhận định tình hình dọc tiền tuyến đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây. Về phía thành phố Pokrovsk, nằm ở tây nam Bắc Mút mà Nga kiểm soát được gần một năm, Moscow sử dụng hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh để cố gắng phá vỡ phòng tuyến của Ukraine. ISVK đánh giá, những mối đe dọa của Nga với Ruskoka và Konstantinovka ngày càng tăng bởi những thành phố pháo đài này giúp hình thành xương sống của phòng tuyến Ukraine tại Donetsk nói riêng và phía đông nói chung. Nếu các lực lượng của Nga kiểm soát được Chashovya, một khu vực ở phía tây bắc Mút gần Konstantinovka, Nga sẽ có thể bắt đầu tấn công trực tiếp vào các thành phố pháo đài ở phía nam nằm trong vành đai phòng thủ của Ukraine. Tướng Shisky cũng nhận định các chỉ huy Nga hy vọng sẽ kiểm soát được Chashovya vào ngày 9 tháng 5. Theo ông, Moscow đang lên kế hoạch tiến công vào thành phố Kramatorsk của Donetsk. Đây là thành phố nằm ở phía bắc Ruskoka và phía nam Slavyansk. Các nhà phân tích nhấn mạnh khả năng của Kiev nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Moscow phụ thuộc vào phương Tây và hơn hết là gói hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Các lực lượng của Ukraine đang cố gắng làm chậm bước tiến của Nga giữa bối cảnh Kiev đang thiếu các trang thiết bị và đạn dược quan trọng. Gói hỗ trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine hiện vẫn bế tắc tại Quốc hội. Trong diễn biến có liên quan, trả lời phỏng vấn TSN, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông đã nói với đối tác của Ukraine rằng Ukraine cần đối tác chuyển vũ khí, nhấn mạnh kể cả việc nước này sẵn sàng thuê lại hệ thống phòng không tầm xa Patriot. Đồng thời, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng hiểu rằng việc chuyển bất kỳ hệ thống phòng không tầm xa Patriot nào cũng đều cần có sự chấp thuận của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng Ukraine cần ít nhất từ 5 đến 7 tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot do tập đoàn vũ khí Raytheon sản xuất để bảo vệ năng lực công nghiệp khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Trong suốt thời gian qua, ông Kuleba đã đi đầu trong việc vận động hành lang Mỹ và đồng minh để có thêm vũ khí. Chính vị ngoại trưởng Ukraine đã đưa ra kịch bản Ba Lan có thể sử dụng hệ thống Patriot của riêng mình để đánh chặn tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine. Ông Kuleba cho biết, ông xem đây là hành động thực tế. Kyiv đang đàm phán với các nhà tài trợ phương Tây để nhận thêm hai hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất và một hệ thống Samt của Pháp, Italia. Theo truyền thông phương Tây, Ukraine đang vận hành ít nhất 3 khẩu đội Patriot và 1 Samte. Kyiv được cho là đã tiếp cận Ba Lan, Tây Ban Nha và Romania để mua thêm vũ khí. Một số quan chức phương Tây công khai từ chối chuyển Patriot cho Kyiv. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết kho dự trữ Patriot của Berlin gần như cạn kiệt. Trong khi đó, tổng thống Andrej Duda cho hay Ba Lan không còn hệ thống Patriot để cung cấp. Moscow xem việc phương Tây trang bị vũ khí cho Kyiv là nỗ lực nhằm kéo dài tình trạng thù địch với Nga và gây tổn hại đến sinh mạng của người Ukraine. Hãng tin TASS dẫn lời chính trị gia Nga, ông Vladimir Rogov cho hay lực lượng Ukraine đang chủ động tấn công bằng pháo tự hành ra 155mm tại vùng Zaporizhia nhằm vào các cứ điểm của Nga và những khu vực do Nga kiểm soát. Ông nói rằng có vẻ như Ukraine không hề hết đạn. Ông Rogov không nói rõ số lượng nhưng cho biết những khẩu pháo của Ukraine cũng được nhìn thấy trong vài ngày qua tại vùng Chasovya ở Donetsk. Trước đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu trước Hạ viện rằng chính phủ dự định cung cấp 6 khẩu pháo tự hành Caesar và sẽ tài trợ cho việc giao thêm 12 khẩu nữa cho lực lượng vũ trang Ukraine. Về phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, liên hệ với tình hình ở Trung Đông, ông đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần sự giúp đỡ từ các đồng minh để đẩy lùi các cuộc không kích của đối phương, cũng như Israel dựa vào các đồng minh để đối phó mối đe dọa của đối phương. Ông nói, cả thế giới thấy rằng Israel không đơn độc trong việc phòng thủ, những mối đe dọa trên bầu trời cũng bị đồng minh của họ loại bỏ. Và khi Ukraine nói rằng các đồng minh không thể nhắm mắt làm ngơ trước tên lửa và UAV của Nga, điều đó có nghĩa là cần phải hành động, hành động mạnh mẽ. Ông Zelensky nói rằng Kiev đã có kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại Nga và chỉ ra rằng điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ nối lại hỗ trợ quân sự cho đất nước ông và phương Tây nói chung giúp Ukraine tăng cường sản xuất quân sự trong nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng công nghệ quân sự phương Tây có thể cho phép Kiev tiến hành một cuộc phản công mới chống lại Nga và sẽ lật ngược tình thế. Ông nói, Nga có nhiều người hơn, nhiều vũ khí hơn, nhưng phương Tây có hệ thống vũ khí hiện đại. Nếu chúng tôi nhận được giấy phép sản xuất từ các đối tác của mình thì vấn đề không phải là số lượng người mà là về chất lượng của vũ khí. Năm ngoái, Ukraine đã nỗ lực phản công, quân đội được trang bị vũ khí và được phương Tây huấn luyện họ dự kiến sẽ xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga và giành được chiến thắng lớn. Tuy nhiên, họ chỉ giành được những lợi ích lãnh thổ không đáng kể với nhiều tổn thất về binh lực và làm cạn kiệt kho vũ khí. Chính phủ của Tổng thống Zelensky cũng đã khẳng định rằng họ không thể đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền và sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào của cuộc xung đột mà không đòi hỏi phải khôi phục hoàn toàn đường biên giới trước năm 2014 của Ukraine. Một hồ sơ về nhà lãnh đạo Ukraine được tạp chí Times đăng vào tháng 11 năm ngoái nói rằng niềm tin của ông vào việc Ukraine giành thắng lợi là bất di bất dịch. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden coi những cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga là bất cần và có thể làm tăng giá năng lượng. Trong khi đó, Kiev coi đây là biện pháp cần thiết để Moscow phải trả giá vì kế hoạch quân sự ở Ukraine. Khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp riêng Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 năm 2024. Bà đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine điều mà ông không muốn nghe, đó là hạn chế tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, một chiến thuật mà các quan chức Mỹ tin rằng sẽ làm giá năng lượng toàn cầu tăng cao và khiến Nga có những động thái đáp trả mạnh mẽ hơn. Theo các nguồn thạo tin, yêu cầu trên từ phía Mỹ đã khiến Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao của ông giận dữ bởi họ coi những cuộc tấn công UAV và các cơ sở năng lượng của Nga là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc xung đột tiêu hao với đối thủ lớn hơn về lực lượng và được trang bị tốt hơn. Các nguồn tin này cho biết, Tổng thống Zelensky đã từ chối lắng nghe khuyến cáo này và không chắc liệu nó có phản ánh lập trường thống nhất trong chính quyền Tổng thống Biden hay không. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận các yêu cầu của Mỹ, thì Ukraine tăng cường thực hiện chiến lược trên, tấn công vào một loạt các cơ sở của Nga, trong đó có cuộc tấn công ngày 2 tháng 4, nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn thứ ba nước Nga, nằm cách tiền tuyến gần 1.300 km. Các vụ việc trên đã làm gia tăng căng thẳng giữa bối cảnh Kiev đang chờ xem liệu Quốc hội Mỹ có thông qua gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho nước này hay không. Những người bảo vệ chiến lược của Ukraine cáo buộc Nhà Trắng ưu tiên chính trị trong nước hơn là các mục tiêu quân sự của Ukraine. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Georgia, Austin Scott thì cho rằng, trong khi Nga tấn công ngành dầu mỏ, khí đốt và năng lượng của Ukraine, thì tại sao Kiev không được tấn công các cơ sở này? Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận, việc giữ ổn định thị trường năng lượng toàn cầu để làm giảm lạm phát là một ưu tiên của chính quyền ông Biden. Tuy nhiên, châu Âu cho rằng việc duy trì sự ủng hộ lâu dài cho Ukraine cũng rất quan trọng, một quan chức cấp cao Mỹ nhận định. Mối lo ngại của các nhà hoạch định quân sự tại Washington là các cuộc tấn công hầu như không tác động đến việc làm giảm khả năng chiến đấu của Nga và có thể dẫn đến những cuộc đáp trả quy mô lớn nhằm vào lưới điện Ukraine, khiến Kiev thậm chí đối mặt với tổn thất lớn hơn Moscow. Trong những tuần gần đây, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV chứa chất nổ và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến cho hàng triệu người không có điện và làm dấy lên mối lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Ukraine. Hiện nay, các quan chức Ukraine cho biết nước này đang cần bảo vệ các thành phố. Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã cử Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tới Bruxelles nhân hội nghị Ngoại trưởng NATO. Đề nghị của Ngoại trưởng Ukraine với các nước phương Tây là hỗ trợ Kiev nhiều tổ hợp phòng không Patriot hơn. Việc Mỹ phản đối các cuộc tấn công và các cơ sở lọc dầu đã khiến các quan chức Ukraine giận dữ bởi họ coi các cuộc tấn công này là một biện pháp cần thiết giữa bối cảnh Nga liên tục tấn công Ukraine. Họ nhìn nhận các cuộc tấn công là hành động cần thiết để khiến Nga trả giá về các hành động của mình và gửi đi thông điệp rằng nước Nga sẽ không an toàn cho tới khi xung đột kết thúc. Một số ý kiến cho rằng mối lo ngại của Mỹ về giá năng lượng tăng cao do các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu là vô căn cứ khi dẫn ra việc giá cả tăng là do OPEC cộng cắt giảm sản xuất và tình trạng mất ổn định liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austin thì bày tỏ ông muốn Ukraine nhắm vào các căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng quân sự bên trong nước Nga hơn là các cơ sở lọc dầu. Lập trường của Mỹ dường như trái ngược với các đồng minh của Washington ở châu Âu. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Yonet cho rằng Ukraine đang hành động để tự vệ và coi Nga là bên gây hấn. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng bảo vệ quyền tấn công của Ukraine nhằm các mục tiêu năng lượng của Nga. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã đề nghị Mỹ và phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự để Kyiv ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Đề nghị trên được ông Kuleba đưa ra trong một cuộc phỏng vấn do truyền hình địa phương đăng tải. Ông Kuleba cho biết, các đối tác của bạn hứa sẽ cung cấp cho bạn 7 khẩu đội Patriot, đồng thời yêu cầu bạn không làm điều này điều kia, nhưng nếu không có tên lửa, không có gói viện trợ nào thì không cần bàn thảo gì cả. Theo Đài RT các chuyến viện trợ quân sự từ Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022 đã chậm lại trong những tháng gần đây. Một phần lý do đến từ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp khó khăn khi yêu cầu Quốc hội chấp thuận thêm viện trợ cho Ukraine. Các nhà tài trợ của Kiev trước đây bày tỏ lo ngại rằng việc Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do các thành viên NATO cung cấp có thể khiến xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi đầu tháng này cho biết Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sau đó gợi ý rằng Kiev có thể tập trung vào các mục tiêu quân sự vì các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ có thể làm rung chuyển thị trường quốc tế. Trước đó, ông Austin cũng đã bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ dầu của Nga có thể khiến giá năng lượng quốc tế tăng vọt. Về phía Nga, tận dụng việc chậm chế viện trợ từ phương Tây cho Ukraine, Nga cũng đã tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng của đối phương để bào mòn sức chống chịu của Kiev. Vài ngày trước, Nga đã phát động cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào hạ tầng năng lượng Ukraine, phá hủy nhà máy điện Chipinska, cơ sở năng lượng lớn nhất gần thủ đô Kiev, gây thiệt hại cho những cơ sở khác ở tỉnh Odessa, Kharkov, Zaporizhia và Lviv. Ông Zelensky gần đây đã cảnh báo Ukraine sẽ cạn tên lửa phòng không nếu Nga duy trì tốc độ và cường độ tập kích như hiện nay. Lãnh đạo Ukraine cho biết kho dự trữ cạn kiệt khiến Kiev phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mục tiêu quan trọng cần bảo vệ. Các nhà phân tích cho biết các cuộc tấn công mới nhất của Nga cho thấy rủi ro mà hạ tầng năng lượng Ukraine phải đối mặt. Khi tăng cường nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng, Nga sẽ tìm cách đặt nền móng cho các đợt tấn công trong tương lai bằng cách làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine và khiến kiev phải rút bớt nguồn lực từ tiền tuyến để bảo vệ mục tiêu ở hậu phương người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ adrian watson cũng đã mô tả chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng của nga là lời nhắc nhở đáng sợ về nỗ lực của tổng thống vladimir putin nhằm bẻ gãy tinh thần của người ukraine và đẩy họ vào cảnh tối tăm lãnh đạo nga cũng nói thêm rằng hoạt động quân sự này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nga như nhà máy lọc dầu thời gian qua theo Pravda, trong ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã giải thích nguyên nhân khiến London và các đối tác không thể giúp Kiev đánh chặn UAV và tên lửa Nga, dù họ có thể làm điều này tại Trung Đông. Ông Cameron nói: "Không quân Anh không thể giúp Ukraine như những gì đã làm ở Israel. Việc tham gia đánh chặn tên lửa và UAV của Nga đồng nghĩa với việc NATO xung đột trực tiếp với Moscow. Nếu bạn muốn căng thẳng không gia tăng ở châu Âu, đây là điều cần tránh." Cũng theo ông Cameron. Việc sử dụng các tiêm kích để bắn hạ UAV và tên lửa không phải là phương án tối ưu, do chi phí tốn kém và chưa chắc đã hiệu quả. Vì vậy, Ngoại trưởng Anh cho rằng các đối tác cần viện trợ thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại, đặc biệt là tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất. Về phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine cũng cần được hỗ trợ như Israel, quốc gia vốn không phải là thành viên NATO. Ông Zelensky nói, chúng tôi không cần NATO phải kích hoạt điều 5 trong hiến trương chỉ cần những động thái chính trị là đủ. Thậm chí sau vụ việc tấn công ở Moscow, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev trực tiếp quy trách nhiệm cho các cơ quan tình báo Ukraine. Ông Pachusev tố cáo tình báo phương Tây sử dụng các nhóm cực đoan để tấn công đối thủ của mình. Ông Pachusev phát biểu tại một hội nghị các thư ký Hội đồng An ninh của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Astana, Kazakhstan. Họ đang cố gắng làm cho chúng ta nghĩ rằng vụ tấn công đó không phải do Kiev thực hiện mà là do các phần tử cực đoan thực hiện, có thể là chi nhánh IS tại Afghanistan. Trả lời phỏng vấn tờ Argumenti e phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nói rằng NATO đang tiến hành một cuộc xung đột chống Nga. Ông Peskov nói, chúng ta đang trong trạng thái chiến tranh. Ban đầu chúng ta phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng sau đó phương Tây tập thể đã trở thành một bên tham gia trong xung đột này, đứng về phía Ukraine, khiến nó trở thành một cuộc giao tranh đối với chúng ta. Tổng thống Nga Putin nói với người dân nước này rằng người ta đã mở sẵn một cánh cửa bên phía Ukraine để những kẻ cực đoan vượt biên sang Nga. Gần đây, giới phân tích nhận định Tổng thống Putin có thể đang chấn chỉnh mạnh mẽ nội bộ giới chức Nga để huy động sức mạnh đối phó với kịch bản xung đột quân sự với NATO trong tương lai. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington nhấn mạnh đến hai diễn văn gần đây của ông Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga đưa ra lời chỉ trích hiếm thấy nhằm vào chính những người giàu có đang hậu thuẫn cho chính quyền Nga. Trong một bài phát biểu vào hôm 19 tháng 3 với các lãnh đạo Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Putin đặt ra các ưu tiên cho nhiệm kỳ tổng thống mới, nhiệm kỳ tổng thống thứ năm của mình. Tổng thống Putin hối thúc các quan chức hành động vì lợi ích của nhà nước thay vì cho các tập đoàn hay chính đảng. Ông Putin cũng đưa ra bình luận tương tự trước Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, cách đây một tháng. Khi ấy, ông nói rằng các cá nhân trở nên giàu có nhờ kiếm được nhiều tiền vào thập niên 1990 không phải là giới tinh hoa thực sự. Ông Putin nói tiếp, giới tinh hoa thực sự là các công nhân, quân nhân, những người chứng minh lòng trung thành với nước Nga. ISVQP nhận định, các bình luận trên cho thấy ông Putin đang gửi phát súng cảnh báo tới giới Siloviki, nhóm quan chức giàu lên nhanh chóng thời thần niên 1990 và có xuất thân cơ quan an ninh tình báo. ISVQP cho rằng ông Putin đang thay đổi cách tiếp cận, xác định để đảm bảo ổn định tài chính dài hạn cho nước Nga, khi cần cứng rắn với một bộ phận Siloviki theo ISVK, Tổng thống Putin chấp nhận thử thách này để tích cực chuẩn bị cho tình huống một cuộc xung đột quy mô lớn tiềm tàng trong tương lai với khối quân sự NATO. Phiên tòa xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump sau loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ đã bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Tại phiên xử lần này, ông Trump bị cáo buộc làm giả gần 30 hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy khoản thanh toán bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels Ông Trump phải đối mặt với 34 tội danh nghiêm trọng và có thể phải đối mặt với án quản chế hoặc án tù lên tới 4 năm. Về phần mình, cựu tổng thống Trump luôn phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố mình vô tội, gọi các cáo buộc mang động cơ chính trị. Phiên tòa dự kiến diễn ra với sự tham gia của một loạt nhân chứng, bao gồm luật sư cũ của ông Trump là Michael Cohen, người đã thực hiện các khoản thanh toán, Karen McDougal, một người mẫu playboy nói rằng có quan hệ tình cảm với ông Trump và Hope Hicks, cựu trợ lý của ông Trump. Trước đây, ông Cohen từng thừa nhận đã trả tiền để mua sự im lặng của nữ diễn viên Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016, thời điểm ông Trump đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Vào ngày đầu tiên của phiên tòa hình sự đầu tiên, các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán Juan Merchan phạt ông Trump 3.000 đô la Mỹ vì những bài đăng trên mạng xã hội tấn công các nhân chứng. Trong khi đó, đội ngũ luật sư của ông Trump lập luận rằng cựu Tổng thống chỉ là đang đáp trả những cuộc tấn công vô lý, lặp đi lặp lại của những nhân chứng này. Thẩm phán Merchan cho biết ông sẽ nghe thêm các lập luận về yêu cầu truy tố vào ngày 24 tháng 4. Tại phiên tòa, thẩm phán Merchan đưa ra hướng dẫn về lịch trình xét xử. Ông cũng từ chối yêu cầu vắng mặt của ông Trump để tham dự phiên tòa của tòa án tối cao Mỹ tại Washington vào tuần tới xem xét liệu ông có bị xét xử về các cáo buộc hình sự can thiệp bầu cử hay không. Cựu tổng thống Trump nói về quyết định của thẩm phán Merchan không cho phép ông vắng mặt vào tuần tới khi rời phòng xử án rằng: "Chúng tôi thực sự có vấn đề với vị thẩm phán này." Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng đã được khởi động trong ngày 15 tháng 4 với 96 ứng viên được triệu tập để trở thành thành viên bồi thẩm đoàn, ít nhất 50 ứng viên đã bị loại sau khi nói rằng họ không thể vô tư khi đánh giá ông Trump, một số người khác được miễn vì những lý do khác. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ Mỹ và kéo dài cho đến khi nào lựa chọn được 12 thành viên chính thức và 6 người dự bị, trong khi một số bồi thẩm viên tiềm năng đã vượt qua cuộc sàng lọc ban đầu họ cũng sẽ bị các luật sư bảo chữa và công tố thẩm vấn trước khi được chọn vào bồi thẩm đoàn. Các bồi thẩm viên trong phiên tòa sẽ lắng nghe lời khai và quyết định xem ông Trump có phạm tội nào trong số 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh hay không. Quyết định kết tội hay tuyên trắng án phải được bồi thẩm đoàn thống nhất. Nếu bồi thẩm đoàn có lý do nghi ngờ việc ông Trump có tội, họ có thể tuyên trắng án. Nếu họ kết tội ông, thẩm phán sẽ là người quyết định bản án chứ không phải bồi thẩm đoàn. Thẩm phán có thể quyết định ông Trump có đi tù hay không trong trường hợp ông chính thức bị kết tội. Chia sẻ với đài phát thanh RMC và BFM TV về kế hoạch tổ chức lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 7, ông Macron tin tưởng buổi lễ được tổ chức trên sông Sens, hình thức chưa từng có tiền lệ, sẽ thành công. Với kế hoạch là khoảng 160 chiếc thuyền sẽ đưa các đoàn vận động viên diễu hành trên quãng sông dài 6 km. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cho biết, ban tổ chức vẫn được yêu cầu chuẩn bị thêm các phương án dự phòng, đặc biệt nếu nhà chức trách tin rằng có nguy cơ sự kiện bị tấn công khủng bố. Một số phương án dự phòng địa điểm thay thế để tổ chức lễ khai mạc Olympic Paris 2024 là ở quảng trường Chocadero tại trung tâm thành phố Paris đối diện với tháp Eiffel hoặc tại sân vận động Stade de France. Pháp sẽ tổ chức Olympic từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Dự kiến, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ thu hút hơn 300.000 khán giả trực tiếp cùng với 200.000 người khác theo dõi từ các tòa nhà dọc theo sông Sense. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là kỳ Olympic đầu tiên trong lịch sử có lễ khai mạc tổ chức trên một dòng sông thay vì các sân vận động như truyền thống lâu nay. Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc trên sông Sense cũng là điểm nhấn quan trọng tạo nên ấn tượng đặc trưng của Thế vận hội năm nay. Mới đây, Tổng thống Pháp Macron cho biết, chúng tôi muốn hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn Olympic và tôi nghĩ đây là cơ hội để tiếp xúc với nhiều đối tác của mình. Ông cho biết thêm, ông sẽ đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn đối với các cuộc xung đột ở Ukraine, giải Gaza. Ông Tập Cận Bình từng làm điều tương tự vào dịp Olympic năm 2022. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thăm Pháp vào đầu tháng 5. Theo đài RT, ông Macron lần đầu tiên đề cập đến việc triển khai một thỏa thuận ngừng bắn như vậy vào tháng 3, khi ông tuyên bố sẽ yêu cầu Nga tuân thủ truyền thống nói trên trong cuộc xung đột ở Ukraine, dịp Olympic Paris 2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó khẳng định không có thông tin gì về đề xuất của người đồng cấp Pháp. Ông Putin nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi sẵn sàng xem xét mọi đề xuất, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ luôn hành động vì các lợi ích quốc gia và tình hình trên thực địa. Tôi đã nói điều đó trước đây và tôi sẽ nhắc lại rằng, chúng tôi ủng hộ các cuộc hòa đàm, nhưng không phải vì đối thủ của chúng tôi sắp hết đạn dược." Bộ ngoại giao Nga đã lặp lại tuyên bố của nhà lãnh đạo điện Kremlin, người phát ngôn Maria Zakharova quả quyết: "Pháp nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine." trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng của quốc tế về một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas cho đến khi tất cả các chiến binh của nhóm được Iran hậu thuẫn này bị tiêu diệt và tất cả các con tin Israel được trả tự do. Tổng thống Pháp vẫn chưa công khai cách ông dự định gây áp lực lên giới lãnh đạo Israel để đình chỉ các hoạt động tấn công ở Gaza dịp Olympic như thế nào. Một quan chức Iran đã tiết lộ với Al Jazeera về kế hoạch tấn công Israel lần thứ hai sau cuộc tập kích ngày 13 tháng 4. Ngay lập tức, cơ quan báo chí này đã đăng trên mạng xã hội X rằng: "Khẩn cấp, một quan chức Iran nói với Al Jazeera: Chúng tôi sẵn sàng cho phản ứng cấp độ thứ hai thông qua các loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây trong cuộc xung đột với Israel." Trong lúc đó, Israel vẫn chưa có động thái đáp trả Iran. Sáng 16 tháng 4, nội các Israel tiếp tục bàn về phản ứng với cuộc tập kích của Iran. Sau khi cuộc họp đầu tiên chưa thống nhất phương án đáp trả, theo Channel 12 News, Israel muốn tấn công Iran mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng gợi mở đến khả năng thành lập liên minh quốc tế và liên minh chiến lược nhằm chống lại các mối đe dọa từ Iran. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc tập kích vào Israel nổ ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran và cũng không ủng hộ điều này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết Mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tìm cách ngăn chặn leo thang xung đột. Ông Blinken nói thêm, chúng tôi không tìm cách gia tăng căng thẳng nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phòng thủ của Israel và bảo vệ nhân viên của chúng tôi trong khu vực. Nhà phân tích chính trị Syed Mohammed Marani của Đại học Tehran cũng tiết lộ quân đội Iran đã lên kế hoạch tấn công đợt 2 trong lúc Israel vẫn đang lựa chọn phương án phản ứng phù hợp. Nếu Iran thực sự muốn tấn công Israel, cuộc tấn công đó sẽ gấp 10 lần cuộc tập kích hôm 13 tháng 4. Iran có số lượng lớn các căn cứ tên lửa dưới lòng đất và đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cũng lo ngại rằng Israel có thể tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Được biết, Iran đã đóng cửa các cơ sở hạt nhân nước này vào ngày 14 tháng 4 sau những lo ngại về an ninh và mở cửa trở lại một ngày sau đó dù vậy ông grossi vẫn yêu cầu thanh sát viên iaea đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra cơ sở hạt nhân của iran không đến các địa điểm này cho đến khi căng thẳng giữa các bên hạ nhiệt khi được hỏi về khả năng israel tấn công các cơ sở hạt nhân iran ông grossi nói chúng tôi luôn lo ngại về khả năng này đồng thời kêu gọi các bên hết sức kiềm chế ở diễn biến khác theo tân hoa xã sau cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng trung quốc vương nghị và người đồng cấp iran Hossein Amir Abdullahian, Bắc Kinh cho biết họ tin rằng Tehran có thể xử lý tốt tình hình và tránh cho khu vực bất ổn hơn nữa, trong khi bảo vệ được chủ quyền và danh dự của mình. Ngoại trưởng Amir Abdullahian nói với ông Vương Nghị rằng Iran nhận thức được căng thẳng trong khu vực, sẵn sàng kiềm chế và không có ý định căng thẳng thêm. Ông Vương Nghị đã lên án vụ tấn công của Israel trong khi cảm ơn Iran vì không nhằm vào các nước láng giềng lẫn các quốc gia khác trong khu vực khi không kích Israel. Tân Hoa Xã cho biết Ông Vương Nghị cũng nói với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Fahan Al Xê Út rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Riyadh để tránh leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Theo hãng tin Reuters, ngày 16 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết đất nước của ông sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran hồi cuối tuần qua. Điều này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh của Israel đang lo lắng và kêu gọi kiềm chế để tránh một cuộc tấn công gia tăng xung đột ở Trung Đông. Trước tình hình đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết Iran đã đóng cửa các cơ sở hạt nhân của mình vì các cân nhắc về an ninh, dù các cơ sở này đã mở cửa trở lại ngay sau đó, ông Grossi vẫn không cho các thanh sát viên của IAEA lại gần cho đến khi thấy tình hình hoàn toàn bình lặng. Cũng theo ông Grossi, việc thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục trong ngày 16 tháng 4. Ông cũng khẳng định điều này không ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra của họ. Khi được hỏi về khả năng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, tổng giám đốc IAEA kêu gọi hết sức kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn lo ngại về khả năng này. IAEA thường xuyên kiểm tra các cơ sở hạt nhân chính của Iran như các nhà máy làm dầu uranium tại Natanz, trung tâm của chương trình hạt nhân của nước này. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, nhưng các cường quốc phương Tây cáo buộc Tehran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân." Sau sự kiện tấn công chưa từng có của Iran, hiện nay các nhà lãnh đạo Israel và Mỹ cần phải cân nhắc các rủi ro và những gì thu được nếu Israel tiến hành phản kích. Trong trường hợp kế hoạch phản kích được thông qua, họ sẽ phải xác định tiếp liệu họ sẽ chịu đựng được tình huống gia tăng nguy hiểm trong bao lâu. Đây không phải là kịch bản chi phí thấp đối với Mỹ, hiện có hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đóng ở Trung Đông từ Syria và Iraq cho tới Ả Rập Xê Út và UAE. Tất cả các quân nhân này đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran và những lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nếu xung đột lan rộng, các căn cứ quân sự Mỹ sẽ là các mục tiêu hấp dẫn cho phía Iran. Khi ấy, Mỹ có thể không đủ hệ thống phòng không để bắn rơi các quả đạn lao về họ từ nhiều hướng. Hồi tháng 1 năm 2020, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump ám sát tướng Iran Qasem Soleimani ở Iraq, Iran đã phải đợi 5 ngày trước khi lựa chọn ra cách phản ứng bằng việc Phóng hơn 12 quả tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ Mỹ tại Iraq. Lần này, Iran dành nhiều thời gian hơn, khoảng 2 tuần để cân nhắc các phương án đáp trả. Việc Iran cân nhắc lâu hơn là có lý, Iran có nhiều phương án ở trong tay, từ mang tính biểu tượng cho đến gia tăng căng thẳng. Thí dụ, Iran có thể tận dụng mạng lưới ủy nhiệm của mình ở Trung Đông. Quân đội thường trực của Iran là khá yếu nếu so với tiêu chuẩn của Mỹ và Israel, nhưng Iran có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho đối phương do Iran có mối quan hệ chiến lược với các nhân tố phi nhà nước như Hezbollah ở Liban, các nhóm chiến binh Palestine ở Gaza và bờ Tây, lực lượng Houthi ở Yemen và cả các chiến binh ở Iraq và Syria. Hồi tháng 1 năm 2024, ba quân nhân Mỹ tử vong ở đông bắc Jordan sau khi các dân quân có mối liên hệ với Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một căn cứ của Mỹ tại đó. Bên cạnh lực lượng ủy nhiệm, Iran cũng có thể sử dụng cơ quan tình báo của mình để tấn công các cơ sở ngoại giao của Israel hoặc chính các nhà ngoại giao Israel ở nước ngoài như họ đã từng thử như vậy ở Azerbaijan, Ấn Độ, Thái Lan và Georgia cách đây một thập kỷ. Từ góc độ của Washington, việc Iran tấn công Israel là không thể bào chữa được. Tổng thống Mỹ Biden có thể ngày càng không hài lòng với chính sách của Thủ tướng Israel Netanyahu về Gaza, nhưng ông vẫn khẳng định rõ ràng rằng Mỹ sát cánh với Israel một cách rút khoát trong trường hợp tấn công Israel. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã nói điều tương tự với người đồng cấp Israel trong cuộc điện đàm ngày 11 tháng 4, trong đó ông Austin khẳng định Israel có thể trông cậy vào sự ủng hộ đầy đủ của Mỹ. Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục ủng hộ Israel nếu Israel quyết định tấn công trực diện vào lãnh thổ Iran, tuy nhiên khi ấy sẽ xuất hiện nguy cơ xung đột vũ trang lan rộng ra cả khu vực, điều mà tổng thống Biden luôn cố gắng tránh, nhất là khi số lượng vụ tấn công bằng rocket và UAV vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria đã giảm trong 2 tháng qua. Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel cho thấy, Tehran đã rút ra bài học quan trọng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và áp dụng chiến lược áp đảo hệ thống phòng không đối phương bằng một cuộc tấn công nhiều lớp. Đối với Ukraine và những nước ủng hộ Kiev, cuộc tấn công của Iran và Israel chứng tỏ có mối liên hệ giữa Moscow và Tehran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công của Iran và việc Tehran sử dụng máy bay không người lái xa hết. Ông Zelensky nhấn mạnh, ở Ukraine, chúng tôi biết rất rõ sự khủng khiếp của các cuộc tấn công tương tự do Nga tiến hành. Moscow sử dụng máy bay không người lái sai hết và tên lửa của Nga, đó là chiến thuật tấn công hàng loạt. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, Nga đã triển khai UAV do Iran sản xuất để tấn công Ukraine trong hơn một năm rưỡi và sự hợp tác giữa Tehran và Moscow đã giúp cải thiện đáng kể thiết kế của máy bay không người lái cũng như khả năng của chúng. Ông Luke Coffey, một thành viên cấp cao tại Viện Houston cho biết, giống như cách chúng ta đang tìm hiểu về hiệu quả của vũ khí trên chiến trường sau khi cung cấp chúng cho Ukraine. Iran cũng đang tìm hiểu chiến lược nào có hiệu quả và chiến lược nào không hiệu quả đối với loại UAV của họ đã được sử dụng ở Ukraine. Ông Kofay cho hay, Iran đã thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với các mẫu UAV của họ, từ việc ngụy trang tốt hơn đến nâng cấp động cơ giúp chúng bay nhanh hơn và linh hoạt hơn. Ông Kofay nói, không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật mà còn cả chiến thuật và quy trình, Iran đã rút ra bài học từ các cuộc tập kích của Nga ở Ukraine cuộc không kích của Iran rất giống với những gì chúng ta đã thấy ở Ukraine. Họ sử dụng một loạt loại vũ khí khác nhau trên không, từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Chúng được phóng theo đợt hoặc theo cách mà sự ồ ạt của chúng làm áp đảo phòng không đối phương. Tuy nhiên, theo ông Sina Azodi, học giả thỉnh giảng và là giảng viên chuyên ngành quan hệ quốc tế tại trường quan hệ quốc tế Elliott thuộc Đại học George Washington, từ góc độ ngắn hạn, có thể nói đây là một thất bại đối với Iran, hoặc họ đã không thành công. Nhưng suy cho cùng, họ cũng đang theo dõi, họ đã thấy UAV hoặc tên lửa của họ bị bắn hạ như thế nào để rút ra bài học và cải thiện mọi thứ. Trong một phân tích, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ cho biết, mặc dù Iran có thể đoán trước rằng Israel sẽ có hệ thống phòng không mạnh hơn so với Ukraine, nhưng Tehran có thể đã rất ngạc nhiên trước thành công chung của Israel. Khả năng phòng thủ thành công của Israel được cho là được xây dựng dựa trên nhiều năm chuẩn bị và huấn luyện, cũng như mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia vùng vịnh nhờ Hiệp định Abraham Tuy nhiên, cuộc tấn công của Iran vẫn là một thách thức đáng kể. Thiếu tướng Israel đã nghỉ hưu. Jacob Yaisit, hiện là phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề Israel tại Viện Do Thái vì An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran đang cố gắng áp đảo và bão hòa mạng lưới phòng không của Israel cũng như của Mỹ và các nước đối tác của họ trong khu vực. Theo tờ Wall Street Journal, ngày 15 tháng 4, khi hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran bay trên khắp bầu trời Trung Đông nhằm vào Israel cuối tuần qua. Một tuyến phòng thủ gồm radar, máy bay chiến đấu, tàu chiến, các khẩu đội phòng không từ Israel, Mỹ cùng các nước khác đã được kích hoạt để ứng phó. Việc kích hoạt hệ thống phòng thủ tập thể trên là kết quả của mục tiêu kéo dài hàng thập kỷ nhưng đầy khó khăn của Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn giữa Israel và các đối thủ Ả Rập lâu năm của họ trong nỗ lực chống lại mối đe dọa chung ngày càng tăng. Trên thực tế, nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ Israel trong những ngày và giờ trước cuộc tấn công của Iran đã phải vượt qua nhiều trở ngại, bao gồm cả những lo lắng của các nước vùng vịnh khi bị coi là hỗ trợ Israel vào thời điểm các mối quan hệ đang căng thẳng nghiêm trọng do cuộc xung đột ở Gaza. Lực lượng Israel và Mỹ đã đánh chặn hầu hết máy bay không người lái và tên lửa của Iran, nhưng họ có thể làm như vậy một phần vì các nước Ả Rập đã bí mật chuyển thông tin tình báo về kế hoạch tấn công của Tehran, mở không phận cho máy bay chiến đấu, chia sẻ thông tin theo dõi radar hoặc trong một số trường hợp cung cấp lực lượng của chính họ để hỗ trợ. Các quan chức Mỹ cho biết, hoạt động này là đỉnh cao của nhiều năm nỗ lực từ Mỹ nhằm phá bỏ các rào cản chính trị và kỹ thuật vốn cản trở hợp tác quân sự giữa Israel và các chính phủ Ả Rập dòng Sunni. Thay vì một liên minh NATO phiên bản Trung Đông, Mỹ đã tập trung vào hợp tác phòng không toàn khu vực, không mang nhiều tính chính thức hơn để ngăn chặn kho vũ khí máy bay không người lái và tên lửa ngày càng tăng của Tehran, những vũ khí đã tấn công Israel cuối tuần qua. Theo các quan chức Ả Rập Xê Út và Ai Cập, sau khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả, các quan chức cấp cao của Mỹ bắt đầu thúc ép các chính phủ Ả Rập chia sẻ thông tin tình báo về kế hoạch tấn công Israel của Iran và hỗ trợ đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa phóng từ Iran và các nước khác tới Israel. Hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel đã cho thấy khả năng bảo vệ nước này trước các đợt tấn công riêng lẻ hoặc nhỏ của máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích cho rằng hệ thống phòng không của Israel có thể bị áp đảo bởi các cuộc tấn công bầy đàn hay đồng loạt với nhiều loại máy bay không người lái hoặc một loạt tên lửa khổng lồ. Phản ứng ban đầu từ một số chính phủ các nước Ả Rập là cảnh giác, lo ngại rằng việc hỗ trợ cho Israel có thể khiến họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và có nguy cơ bị Tehran trả đũa. Hai ngày trước vụ tấn công, các quan chức Iran đã thông báo cho Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác về phát thảo và thời gian của kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Israel, các quan chức cho biết. Thông tin này đã được chuyển tới Mỹ, đưa ra cảnh báo trước quan trọng cho Washington và Israel. Yasmai Farouk, thành viên không thường trú tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Kennedy, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ cho biết, các nước Ả Rập đã đề nghị giúp đỡ ứng phó với các cuộc tấn công của Iran vì họ thấy được lợi ích của việc hợp tác với Mỹ và Israel, miễn là họ vẫn giữ im lặng. Bà nói, các quốc gia vùng vịnh biết rằng họ vẫn không nhận được mức hỗ trợ như Israel nhận được từ Mỹ và xem những gì họ đã làm vào đêm 13 tháng 4 như một cách để đạt được điều đó trong tương lai. Như vậy, tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị theo dõi ngay từ khi chúng được phóng bởi các radar cảnh báo sớm ở các quốc gia vùng vịnh có liên kết với trung tâm tác chiến của Mỹ ở Qatar, nơi truyền thông tin từ các máy bay chiến đấu ở Jordani và các quốc gia khác, cũng như tới các tàu chiến trên biển và các khẩu đội phòng thủ tên lửa ở Israel. Các quan chức cho biết, khi các máy bay không người lái của Iran bay vào tầm bắn, chúng bị bắn hạ, chủ yếu là do máy bay chiến đấu của Israel và Mỹ và một số lượng nhỏ hơn bởi máy bay chiến đấu của Anh, Pháp và Jordani. Gulf News dẫn thông tin từ nhiều hãng truyền thông lớn cho hay, các quốc gia Ả Rập như Ả Rập Xê Út, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Ai Cập, Iraq, Jordani và Qatar vừa qua đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiều hướng gia tăng căng thẳng quân sự gần đây ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa. Tuy nhiên, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Haji Halevi phát biểu tại căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel, nơi bị hư hại nhẹ trong cuộc tấn công của Iran vừa qua. Việc phóng rất nhiều tên lửa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ bị đáp trả. Tướng Halevi nói, Iran muốn làm tổn hại đến khả năng chiến lược của nhà nước Israel, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Đồng thời cho biết, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã chuẩn bị chiến dịch lá chắn sắt để đối phó cuộc tấn công. Tướng Halevi nói thêm, Israel rất mạnh và biết cách tự đối phó, nhưng với mối đe dọa quá lớn và ở rất xa, chúng tôi luôn hài lòng khi có Mỹ bên cạnh. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả trong vòng vài giây nếu Israel quyết định tiến hành bất kỳ hình thức tấn công nào nhằm vào Iran. Iraiz Masjedi, cố vấn hàng đầu của chỉ huy lực lượng Quds, thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC tuyên bố Iran sẽ không kiềm chế nếu đối thủ vượt qua làn danh đỏ. Trong khi đó, phản ứng về cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết: "Tôi đã thấy một số thông tin nói Iran cố tình thất bại, rằng thất bại ngoạn mục và đáng xấu hổ này hoàn toàn là có chủ ý. Tôi cũng thấy Iran nói họ đã đưa ra cảnh báo sớm để giúp Israel chuẩn bị phòng thủ và hạn chế mọi thiệt hại tiềm tàng. Tất cả những điều đó hoàn toàn sai." Các quan chức Mỹ trước đó tiết lộ, Tehran đã chuyển thông điệp qua Thụy Sĩ tới Washington cảnh báo họ có ý định đáp trả cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas, Syria hồi đầu tháng. Ông nói thêm rằng cuộc tập kích cho thấy Iran có ý định rõ ràng là tàn phá và gây thương vong lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố ủng hộ vững chắc Israel, nhưng Nhà Trắng lưu ý họ không muốn tình hình leo thang khiến xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Dù vậy, ông Kirby nhấn mạnh Israel mới là bên ra quyết định về việc liệu họ có muốn phản ứng hay không và phản ứng như thế nào trước hành động từ Iran. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ có chuyến thăm nước láng giềng Pakistan vào ngày 22 tháng 4. Thông tin chuyến thăm được công bố hôm 15 tháng 4, một ngày sau khi nước này tiến hành vụ không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để trả đũa cuộc không kích của Israel trước đó vào lãnh sự quán của Iran ở thủ đô Damascus, Syria khiến nhiều người thiệt mạng. Theo các nguồn tin Pakistan, Islamabad và Tehran đã nhất trí các vấn đề liên quan đến chuyến thăm của tổng thống Raisi tháp tùng Tổng thống Iran là một phái đoàn cấp cao. Tại Islamabad, Tổng thống Iran sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng chủ nhà, Sebas Sharif, Tổng thống Asif Ali Zardari và giới lãnh đạo quân đội Pakistan. Chuyến thăm được coi là một phần trong nỗ lực của hai láng giềng này nhằm cải thiện quan hệ song phương vốn đã gặp trục trặc tạm thời hồi đầu năm nay. Dự kiến nội dung thảo luận trong chuyến thăm Pakistan của Tổng thống Iran gồm quan hệ song phương, hợp tác an ninh, đường ống dẫn khí đốt và Hiệp định Thương mại Tự do, FTA tiềm năng. Chuyến thăm của Tổng thống Iran còn có ý nghĩa quan trọng khi hai nước chia sẻ những lợi ích kinh tế quan trọng, nổi bật nhất là đường ống dẫn khí đốt Pakistan-Iran. Trước đó vào hồi tháng 1, quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng sau khi Pakistan và Iran tiến hành các vụ không kích qua biên giới với lý do loại bỏ các phần tử khủng bố. Hai quốc gia Hồi giáo vốn có lịch sử quan hệ nhiều thăng trầm, nhưng vụ tấn công này là sự việc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Pakistan khi đó thậm chí đã triệu hồi đại sứ khỏi Iran để phản đối và tuyên bố sẽ không cho phép đại sứ Iran đang về nước, không được quay trở lại nước này. Tuy nhiên, hai nước sau đó nhanh chóng dàn xếp căng thẳng và khôi phục quan hệ ngoại giao. Tại thời điểm đó, Pakistan và Iran khẳng định tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, quyết tâm tăng cường hợp tác an ninh và đẩy mạnh các nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương sau các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm trả đũa. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian tại thủ đô Islamabad của Pakistan, Ngoại trưởng nước chủ nhà Jalil Abbas Zilani nhấn mạnh hai bên đã giải quyết những hiểu lầm khá nhanh chóng. Hai nước láng giềng cũng nhất trí tăng cường chống khủng bố và giải quyết những mối lo ngại của nhau. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abdullahian khẳng định hai nước hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cho biết Tổng thống nước này Ebrahim Raisi sẽ sớm thăm Pakistan. Hezbollah cho biết đã kích hoạt thiết bị nổ nhắm vào các binh sĩ Israel mà nhóm này cho rằng muốn xâm nhập vào lãnh thổ Liban. Quân đội Israel cho biết bốn binh sĩ đã bị thương sau một vụ nổ trong đêm ở khu vực biên giới phía Bắc, nhưng không nêu rõ phía nào của biên giới. Hezbollah trước đó cho hay các tay súng của nhóm đã đặt thiết bị nổ ở khu vực Tan Ismail bên trong Liban, kích hoạt chúng sau khi binh sĩ Israel vượt biên giới. Đây là lần đầu tiên Hezbollah thực hiện một cuộc tấn công như vậy trong 6 tháng qua, khi nhóm và lực lượng Israel xảy ra đụng độ xuyên biên giới gần như mỗi ngày, Hezbollah tuyên bố ủng hộ Hamas, lực lượng đang đối đầu Israel ở giải Gaza. Bạo lực bùng phát giữa Israel và Hezbollah phần lớn được kiềm chế ở khu vực biên giới. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 40 quả tên lửa từ lãnh thổ Liban về phía vùng thượng Galilee thuộc miền bắc Israel. Đây là một trong những đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah sang lãnh thổ Israel trong tháng tư này thời điểm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng giữa Israel và Iran, đồng binh số 1 của Hezbollah. Lực lượng Hezbollah sau đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tập kích với mục tiêu là một trận địa pháo của quân đội Israel. Tuy nhiên, Hezbollah không cho biết số lượng tên lửa đã bắn sang Israel, cũng như đợt tấn công này có nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua hay không. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ sát cánh cùng Iran giáng trả cuộc tấn công của Israel. Đánh giá về cuộc tấn công của Iran vào Israel, nhóm Hezbollah ở Liban đã ca ngợi Iran có quyết định can đảm, đồng thời gửi lời chúc mừng tới giới lãnh đạo Iran và người dân nước này vì cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Nhóm cũng ca ngợi quyết định can đảm và sáng suốt của Tehran khi đáp trả rút khoát cuộc tấn công của Israel vào khu vực lãnh sự quán Iran ở Damascus. Hezbollah nhấn mạnh Iran đã đạt được các mục tiêu quân sự của mình dù mỹ và đồng minh hỗ trợ israel đối phó vụ tấn công gây choáng váng của tehran tuyên bố của hezbollah cho hay iran đã thực hiện các quyền hợp pháp của họ bất chấp việc phải chịu đe dọa và áp lực israel và hezbollah giao tranh hỏa lực qua biên giới phía nam liban gần như hàng ngày từ khi xung đột bùng phát ở giải gaza hezbollah tuyên bố họ đang hành động hỗ trợ người dân gaza và hamas tình trạng căng thẳng gia tăng làm dấy lên lo ngại về xung đột toàn diện giữa israel và hezbollah như cuộc xung đột hồi năm 2006. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa công bố video quay cảnh hệ thống phòng không vòm sắt của họ đánh chặn một máy bay không người lái UAV tình nghi phóng từ Yemen tới. Báo Times of Israel dẫn thông cáo của IDF cho biết UAV khả nghi đã bị một tên lửa phóng từ một trong các tàu hộ tống lớp SA-6 của Hải quân Israel bắn rơi ở khu vực Eilat, IDF lưu ý nhà chức trách không phát còi báo động ở Eilat vì không có mối đe dọa nào đối với dân thường. Đây là vụ đánh chặn thành công thứ hai của hệ thống vòm sắt trên biển sau khi Israel lần đầu tiên sử dụng hệ thống này để bắn rơi một UAV tiếp cận từ hướng biển đỏ hôm 9 tháng 4. Dựa vào đánh giá các dữ liệu, công ty an ninh Embry của Anh xác nhận UAV đã xâm nhập không phân Eilat hôm 14 tháng 4 xuất phát từ Yemen. Embry tiết lộ thêm, công ty cũng quan sát được mức độ can thiệp chưa từng có của hệ thống nhận dạng tự động AIS ngoài khơi Eilat và khu vực Aqaba lân cận ở Jordani trong ngày. Sự cố diễn ra không lâu sau khi Iran dùng UAV và tên lửa tấn công Israel dạng sáng 14 tháng 4. Vòm sắt, hay còn gọi là Iron Dome, là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất của Israel. Đây là một hệ thống tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái UAV do Hamas và Hezbollah hai nhóm vũ trang có liên kết với Iran bắn trong vài năm qua. Theo nhà sản xuất Rafael Defense Systems của Israel, vòng sắt có tỷ lệ thành công 90%. Đầu tuần này, Israel cũng ra mắt phiên bản hải quân của vòng sắt, một hệ thống phòng không được gọi là Sedom để đánh chặn máy bay không người lái của Houthi. Vòng sắt hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có gây ra mối đe dọa hay không. Hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới, có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay cơ sở hạ tầng quan trọng. Các tên lửa đánh chặn được phóng theo phương thẳng đứng từ một dàn phóng di động hoặc bệ phóng cố định, chúng được thiết kế để đánh chặn tên lửa đối phương ở trên không, tạo ra các vụ nổ và tiếng còi cảnh báo. Tuy nhiên, vòm sắt cũng có những hạn chế nhất định. Đầu tiên, một khẩu đội vòm sắt chỉ có thể bảo vệ một khu vực tương đối nhỏ, khoảng 150 km vuông. Thứ hai, vòm sắt cực kỳ hiệu quả khi đối phó với một số lượng ít các mục tiêu đang lao tới. Tất cả đều tiếp cận từ cùng một hướng. Theo đánh giá, trong trường hợp có một cuộc tấn công dữ dội hơn với ít nhất là khoảng 100 quả tên lửa, vòng sắt thường không hiệu quả như kỳ vọng và có tới 90% số tên lửa vượt qua nó và tấn công các mục tiêu đã định. Khi hệ thống vòng sắt chặn loạt đạn đầu tiên, nó không thể đối phó với loạt đạn thứ hai được bắn sau loạt đạn đầu tiên gần một phút. Do đó, tên lửa từ loạt thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ tiếp cận mục tiêu của chúng mà không bị cản trở. Một số tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không này, bao gồm một số tên lửa do Hezbollah bắn vào Israel hôm 12 tháng 4. Và hệ thống phòng thủ này phù hợp nhất với rocket hoặc tên lửa bắn từ khoảng cách ngắn. Radar của vòm sắt có tầm hoạt động từ 4 đến 70 km. Michael Herzog, một tướng quân đội về hưu của Israel, cũng chỉ ra một nhược điểm của vòm sắt là hệ thống này ít hiệu quả hơn ở tầm bắn 4 km trở xuống. Vì vậy, các tên lửa tầm cực ngắn cũng có thể là mối đe dọa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.